Chào mừng các em học sinh quay trở lại với kênh Thành Tố Vlog Nếu đây là lần đầu tiên các em đến với kênh Thành Tố Vlog thì vui lòng ủng hộ kênh Thành Tố Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông Các em nhớ là có bấm chuông thì mỗi khi kênh Thành Tố Vlog đăng tải video lên các em sẽ là những người đầu tiên nhận được những video mới nhất từ kênh Thành Tố Vlog Rồi bây giờ mời các em mở sách và bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 tuần 19 trang 4 Chính tả Bài tập số 1 viết tên vật trong mỗi tranh. A à, có chữ là hoặc n. Rồi ở đây các em có thể bấm tạm dừng video và các em làm trước rồi tính nhép Sau khi làm xong các em bấm tiếp tục video và so sánh xem là mình làm có đúng hay không nha. Các em đừng quên comment ở bên dưới video là em đúng hay là em sai cho thầy giáo biết nha. Rồi ở đây chúng ta có thể hoàn thành bài tập số 1 là như sau. Bức tranh số 1 là lá có chữ là bức tranh số 2 là len. Rồi bức tranh số 3 là na. Bức tranh số 4 là nón. Tiếp theo em sang câu B, có dấu hỏi hoặc dấu ngã. Rồi bức tranh số 5 là tủ có dấu hỏi. Bức tranh số 6 là gỗ có dấu ngã. Bức tranh số 7 là cửa sổ có dấu hỏi. Bức tranh số 8 là là mũi có dấu ngã. tiếp theo em sang bài tập số 2, chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống nặng nặng rồi đầu tiên chúng ta có lặng lẽ nặng nề no 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 lắng đói no Rồi, tiếp theo là đổ, đổ, thi, thi đổ, và đổ rác, giả, giả. Ở đây chúng ta có là giả vờ hay còn gọi là giả đò. Giả vờ này, là tiếng Bắc Bộ, còn tiếng Nam Bộ là giả đò, giả đò. giá gạo. Rồi như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video và đừng quên ủng hộ kênh Thành Đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông. Các em nhớ là có bấm chuông thì mỗi khi kênh Thành Đô Vlog đăng tải video lên, các em sẽ là những người đầu tiên nhận được những video mới nhất từ kênh Thành Đô Vlog. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.